Ngươi cẩn thận cái miệng của nhà ngươi đó. Nếu như mọi chuyện không êm xuôi là chú thượng giết nhà ngươi đó. Sao mà không êm xuôi? Không. Xin lỗi ngài, sao mà không êm xuôi được? Ngài yên tâm, con đã làm mấy lần rồi mà. Hoàng thị thấy không, mấy ông hoàng mà bị chúa ghét á, có cái ông nào mà tống nổi đâu. Nên là ngài yên tâm. Cái thằng vậy là thượng thư tí đó hả đại quan? Đi lớn, đi nha, đi lên, đi nha, đi nha, đi em lên. Hà Quan chào thượng thư. Chào thị công công. Thượng thư đứng lại. Đứng lại nè. Thượng thư ơi, thượng thư có thể cho Hà Quan thư chút chuyện được không? Ông thưa đây. Chuyện là chú thượng mời thượng thư tới ăn tiệc. Ông kêu ta thượng thư. Chú thượng mời tới ăn tiệc. À, lớn chuyện rồi. Được, ăn tiệc thì ăn tiệc. Nhắn giùm chúa là ta nhận lời. Vậy hả? Kêu là mời, nhưng mà chú thượng đã mời rồi á, mà không đi là không có được nha. Dễ gì được. Chú thượng để tiệc thì phải tới chứ. Nhớ đó, mai gặp. Vậy còn chuyện gì nữa không? Không. Đi ra đi đây. Đi đi. Bẩm bệ hạ, chắc không được rồi. Chắc bệ hạ phải ra mặt để thượng thư né đi. Thần nghĩ kỳ này mà để thượng thư tới chỗ chúa thì không hay chút nào. Ta cũng nghĩ vậy. Sau chuyện tân gia nhà Quan thị tới buổi thiết triều, hai người đó nhất định sẽ không tha cho thượng thư đâu. Không sao đâu hoàng thượng, thần phải tới để cho hai người đó biết thần không sợ gì hết. Mấy vị lão quan dám đứng ra can gián đều bị đầu độc hết rồi. Mạng sống của mình không giỡn được đâu. Nhưng mà con không tới là sẽ lộ ra chuyện, mình không có lá bùa trong tay liền. Bắp chắc hết sức luôn, đem bắp về cho mấy đứa nhỏ ăn nè. Công nhận bắp ngon thiệt á. Sủ, mày làm gì vậy? Ai làm gì nấy biết, hỏi hỏi gì? Trời đất ơi, cái gì vậy? Đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra điên cái đầu rồi. Đem bắp cho, rồi bây giờ chuyện gì nữa đây? Ai kêu gì cho bắp? Bắp đó dì đem về nấu ăn hết đi. Trời đất ơi, cái gì làm như là gì tốt với tôi lắm vậy? Có ba trái bắp mà nó thương nó yêu, nó có miệng không à? Sủ, mày làm gì vậy? Có chuyện gì mày nói thẳng ra đi. Không có gì phải nói hết á. Dì á, dì giấu tao nhiều chuyện lắm á. Tao giấu mày cái gì? Sủ, bữa nay tao qua phụ chúa ăn tiệc chắc vui lắm, nên lúc về muốn nghe đàn ca hát xuống cho nó vui hơn nữa. Đặt cho ta một nhóm diễn tấu hát sẵn. Dạ, đặt nhóm diễn tấu đàn cho thượng thư nghe. Phải. Nhưng mà... Mà sao? Dạ, tại thấy lạ, nào giờ có thấy thượng thư hứng thú với mấy cái đó đâu. Vậy thì bữa nay hứng, vậy mới kêu là cao hứng đó. Nhớ đó, nhớ kêu cho xôn tụ. Thôi, ta đi đây. Dạ, thượng thư đi. Nó
giấu lá bùa ở đâu vậy? Không có hỏi nữa. Nhưng nha. Nhưng mà mẹ, mẹ nói lá bùa ở đâu đi thì cũng đi chỗ khác, không hỏi mẹ nữa. Tao xé rồi. Mẹ, cái thằng này, mày nín không? Đã nói là không muốn dính tới mấy người đó, muốn chết hả? Mẹ ơi, người ta muốn giết Tí đó, không lẽ mày định để vậy hả? Mẹ không thấy nhờ Tí mà mình chỉ nguyên cái làng này khá lên hả? Tôi không thấy gì hết á. Rồi không lẽ mày để cho Tí chết vậy đó hả? Mẹ không thương bà ba hay sao? Mẹ đúng là con người không có tốt mà. Ở trời trời, cái thằng Tỳ nữ đứng lại. Dạ. Nghe nói hôm nay chúa thượng đãi tiệc thượng thư. Bữa tiệc này là cái bữa tiệc mà không ai muốn ăn. Cái thằng nhỏ này nó nhỏ mà nó gây thù chuốc oán quá. Con chào thị công công. Thị công công ơi, thị công công yên tâm, món nào á con cũng trộn hết rồi, cho nên là hả, thị công công cứ yên tâm. À mà thị công công nhớ là nói chúa đừng có ăn nha. Giận quá, món nào nhìn cũng ngon hết. Xin đa tạ chúa thượng. Khỏi cần đa tạ ta, những món ngon ta đều dành cho Trạng ăn. Ăn đi Trạng. Ủa, vậy ngài không ăn sao? Có chứ, mà từ từ ta ăn. Ta muốn vừa uống vừa nhìn Trạng ăn uống no say là ta vui rồi. Vậy thì ta không khách sáo. Mời Trạng. Ngon không Trạng? Công nhận ngon thiệt, quá ngon luôn. Hồi nào tới giờ cứ tưởng chúa ác, bữa nay mới biết. biết sao được, nhưng mà ta không ngờ lại tự tế mời một tên nhóc sức sượt như ngươi ăn. Đâu có đâu, thần tính nói bữa nay mới biết không phải là chúa ác. Mà là quá ác. Mà cứ ác như vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất thôi à. Ăn đi bớt nói giùm ta. Dạ. Hay trẫm qua bên đó một chuyến, để thượng thư một mình trẫm lo quá. Bệ hạ cứ bình tĩnh, thần cũng lo, nhưng thần đủ tin thượng thư vẫn đủ thông minh để ứng phó. Hồi đi sứ, thượng thư bị nhốt ở trên tháp cao mà vẫn xoay sở được. Nhưng lỡ lần này chúa hạ độc thật thì sao? Ai mà không biết chúa tàn bạo tới cỡ nào. Thần cũng nóng lòng nóng ruột, xin bệ hạ chờ chút nữa rồi tính tiếp. Là mình đã uống thuốc giải chứ. Đông quá. Bữa nay thiệt là vui quá.
nghe chàng nói thẳng nói thật. Lại ăn uống ngon lành, sẵn ta hỏi chơi nha. Nghe nói chàng không chỉ giỏi văn chương thơ phú mà còn tinh thông thái ất. Nói ta nghe, vậy chứ chàng biết trước được ngày nào mà chàng chết không? Bẩm, thần biết chứ. Biết rõ nữa là khác. Biết rõ hả? Vậy nói ta nghe đi, ngày đó là ngày nào? Dạ, có hai lại quan, trung thần với phản thần. Thần là trung thần, trung thần thì tận trung. Bởi vì tận trung cho nên chừng nào chúa băng hà thì chừng đó chàng mới chết. Chàng chết chúa cũng băng hà, dưa gan đỏ đít thì cà đỏ chôn. Vậy sao? Mà ngày đó là ngày nào vậy? Có phải bữa nay hay là không? Ngày nào cũng vậy hết đó. Ví dụ như ngày hôm nay nè, ngày hôm nay mà chàng chết thì chúa cũng băng hà. Mà thôi, no quá rồi, thần xin phép về. Đa tạ chú thượng nơi đãi một bữa thật ngon. Ngươi nói uống như một cái là ghét queo ha. Tại sao bây giờ nó tỉnh queo vậy? Chú thượng không biết sao hai cái queo nó cộng lại từ từ nó mới queo. Chú thượng ơi, thần nghĩ rằng chú thượng hãy nghỉ ngơi đi. Thần sẽ cho người qua bên bển dò la tình hình như thế nào rồi về bẩm báo với lại chú thượng sao. Chú thượng cứ yên tâm, chắc chắn là ngày mai bên bển sẽ báo tan mà thôi. Thằng nhỏ sao đánh thần? Ta tức thần nhỏ. Tức thần mà tự nhiên đánh thần? Ta thích buồn. Các ngươi tự giết nhau, ta khỏe, cũng khỏi cần phải đi kiếm lá bùa nữa. Ta phải nhanh chân về báo cho đại nhân chấp thời cơ này mới được. Dạ bà ba. Đi vô đây chơi. Bà ba, mấy hôm nay bà ba có nghe tin gì về Tiến không bà ba? Tin gì? Dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi à. Con nghe người ta nói kiếm Tí, mà không biết Tí có làm sao không nữa. Sao mấy bữa nay tao cũng nóng ruột quá. Bà ba, hay là bà ba đi. Nè, mấy bữa nay má bay có chuyện gì không? Sao gặp mặt tao cứ gầm hoài vậy? Vậy không có gì đâu bà ba. Nữ kia. Dạ đại quan. Có chuyện gì không? Sao không vô? Muốn gặp thượng thư có phải không? Dạ không có. Con chỉ là đang chỉ gì? Con chỉ là đại quan qua chơi với thượng thư hả? Phải, thượng thư mời ta tới đây để đánh vài ván cờ.
Dạ. Sao, ngươi có vô không? Dạ không, đại qua vô chơi, con đi về. Ngươi nói sao? Đánh cờ với quan thái phó? Dạ, bên đó còn đàn ca hát sướng, vui quá trời luôn. Ngươi nói chắc ăn lắm. Tại sao bây giờ nó còn sống chứ? Dạ, dạ bẩm chúa thượng. À, mà là nghĩa là chắc chưa đâu. Chắc tại là a, à, chắc thể trạng nó khác người. Ngươi mới khác người á? Dạ, khác làm sao chứ? Con thấy toàn là xạo không. Nói là trạng chết chúa cũng bằng hà, mà trạng không chết chúa cũng có bằng gì đâu. Người đó đi qua bển nghe ngóng coi sao. Một canh giờ là quay về đây báo cho chú biết. Nếu không thì ở đây chú ngóng chú trông. Dạ dạ dạ, con đi liền, con đi liền. Nhanh lên. Cấp báo, cấp báo. Cấp báo, cấp báo. Dạ dạ dạ. Ê sao, nữ kia nó chết chưa? Sao rồi? Con thấy bây giờ nó còn tỉnh hơn hồi nãy nữa. Trời ơi, nó chưa có chết. Chắc là giả rượu rồi đó. Đi qua bển, coi tiếp cho ta, nhanh lên. Dạ dạ đi. Dạ dạ. Trời ơi, chết luôn. Cấp báo, cấp báo. Cấp báo, cấp báo. Ê, nó về rồi. Cấp báo, cấp báo. Sao? Nè, nè, ngươi thấy sao? Mệt, chết rồi. Nó chết rồi hả? Nó chết rồi hả? Không. Chứ ai chết? Con chết. Sao chết? Tại chạy đuối quá con chết. Kệ nhà ngươi, nhưng mà thằng nhóc nó sao rồi? Dạ, con thấy nó không sao hết trơn á, nó tỉnh queo à. Chắc nó giả thuốc hết rồi đó quan. Nè 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 nè, nhà ngươi có bỏ lộn bột gạo hay không? Dạ không, con bỏ đúng luôn mà. Cái thứ đó là độc nhất luôn rồi đó, không lẽ lộn được. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Chú thượng, chú thượng. Đúng là cái đồ thị nữ ăn hại. À, dạ. Chú thượng. Chúa thượng. Tới bệ hạ cũng phải lo. Thiệt là. Dạ bệ hạ hết lo rồi. Mà chắc có người cũng đang lo dữ. Thượng thư mau chuẩn bị đi. Chắc thượng thư cũng phải sắp đi rồi đó. Nghe nói tỳ nữ nó cứ chạy qua chạy lại mấy lần, sắp có kết quả rồi. Đại nhân cứ đánh tiếp đi, có chuyện gì mình biết liền thôi. Dạ dạ dạ, đây chú thượng. Đây là những món ăn mà chú thượng kêu con chuẩn bị từ hôm trước, bây giờ đã có sẵn ở đây hết trơn rồi. Mà chú thượng định làm gì vậy chú thượng? Ngươi đảm bảo là ngươi chắc chắn bỏ thuốc vào những đồ ăn này không? Con đã bỏ từng món một, không sót một món nào. Bẩm chúa thượng, nó làm y lệnh, thần đã kiểm tra rồi. Dạ. Ngươi kiểm tra rồi. Dạ rồi. Đó, chú thượng thấy không? Ngửi còn biết, nó làm chi là liếc con mắt qua nhìn. Đúng là màu sắc rất đẹp, nhìn là không bao giờ biết có độc. Ê, ý, chú thượng, đừng, chú thượng đừng mà, đừng, chú thượng đừng làm như vậy. Ăn thử một cái cho ta coi đi. Thôi, con ăn vô con chết làm sao chú thượng? Ăn thử một miếng thôi. Thần không ăn, thần sợ chết lắm, ghê lắm, thần sợ chết. Chú thượng ơi, chú thượng đừng xúi dại tụi con. Toàn lũ ăn hại. Ý, chú thượng nên làm như vậy, chú thượng đừng ăn. Chú thượng, nè. Sao mà chú thượng gan quá vậy? Chú thượng là cái người mà lần đầu tiên mà còn thấy can đảm dám lấy thân mình ra thử độc luôn á. Trời ơi, chú thượng. Trời ơi, sao chú thượng ăn dữ vậy chú thượng? Chú thượng. Vậy mà hai người nói là độc chết người. Đồ ăn thơm ngon quá mà. Hèn chi, nó vừa ăn xong nói ca, nó đàn, nó chơi cờ nữa. Nó đâu có vấn đề gì nói là trúng độc đâu. Ta kiểm tra rồi, vậy mà nói là bỏ độc. Con bỏ từng món luôn mà. Cái vấn đề là nó không... Ý, chú thượng, chú thượng. Không có gì hết, một cái gì đó nghẹn dưới cổ thôi. Chắc thức ăn đó mà. Những cái đồ ăn này, ngươi phải bỏ độc mạnh vô. Không có gì là... Chú thượng, chú thượng sao vậy chú thượng? Chú thượng, đó, thấy chưa, con nó có sai đâu. Không có. Không có, yên tâm, ta là chú thuộc của nhà ngươi. Đó thì chú con nói mà. Ai chứ con không bao giờ mà tách trách cái chuyện này được. Trời đất ơi, ngươi nói gì kêu thi cho lên. Trời đất ơi, ăn nãy giờ quá trời luôn còn uống nữa. Thôi,
con bó tay rồi, không có cứu được đâu. Mà thằng đó nói xạo thiệt á. Nó xạo cái gì? Thì nó nói Trạng chết á là chúa của Băng Hà, mà giờ Trạng còn sống nhăn răng ra chúa sắp Băng Hà tới nơi rồi kìa. Trời ơi, ta giết nhà ngươi, nhà ngươi đi kêu thầy nhanh lên. Dạ dạ dạ, con đi liền, con đi liền. Chú Tường ơi, chú Tường có sao không? Chú Tường có sao không? Trời ơi, thằng Long à, Thầy ơi, Thầy ơi, chú Tường đừng rời xa thần mà chú Tường. Thầy gì ở đâu? Ở nhà hay là ở y viện? Mà mình chạy tới đó kiếm, rồi sao mà kịp nữa, thiệt tình á. Ủa? Mà mình kiếm thấy y gì? Tại sao mình không kiếm Thượng Thư? Hai người cùng ăn một món, mà người chết, người không chết. Mình phải kiếm cái người kia, hỏi tại sao lại không chết chứ. Trời trời, tôi vừa đẹp mà vừa thông minh, mà làm tỳ nữ uổng quá vậy nè. Ê, dạ, bà ké, ở đâu mà đi vô đây đây? Giờ là biết ở ngoài đột nhập vô rồi. Dạ cô ơi, tôi là mẹ của Quang. Quan kêu bằng cái chức quan gì đó mà tôi quên rồi. Nè, bà tưởng tôi là ai mà bà tính gạt tôi trắng trợn vậy hả? Bà mà là mẹ quan chắc tôi là hoàng hậu à, biết chưa? Nè, dạ. Vô đây tính là ăn cắp giặc hay là xin xỏ gì đây? Đi ra chưa? Có đi không? Dạ dạ. Hả? Cô ơi, cô, tôi là mẹ của quan. Quan thượng. Nè, tôi không có rảnh ở đây nghe bà cà lâm đâu ha. Một ngày có tới hai con người bước vô cửa tử, bà thấy có một mình tôi lo không? Trời ơi, trọng trách nó đè nặng lên hai cái vai tôi nè. Bây giờ bà đi chưa? Cô ơi, vậy ra ở trong cung có người vừa mới mất hả cô?